Hello các em thấy cốc sinh tố trên tay chị có đáng yêu không nào? Nhìn thật ngộ nghĩnh và độc lạ đúng không? Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một cốc sinh tố dâu tây tinh nghịch đáng yêu như thế này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chị vẽ hai đường chéo có kích thước bằng nhau. Chị nối phần dưới của chúng. Chị vẽ một đường cong nối hai đầu phía trên đường chéo. Ở bên trong hình vừa vẽ, chị vẽ một đường chéo. Một đường kẻ ngang. Và một đường chéo nữa song song với hình ban đầu. Tiếp đó, chị vẽ một đường uốn lượn phía trên nối hai đầu đường chéo phía trong. Phía trên đường vừa vẽ, chị vẽ hai đường song song chéo lên. Cạnh đó, chị vẽ một đường cong. Thêm những hình chéo nối tiếp như thế này. Bên trong hình đó, chị vẽ một khuôn mặt dễ thương. Phía bên này, chị vẽ hai hình tròn nhỏ. Sau đó, chị vẽ hai chiếc lá ở hai bên như thế này. Ở bên trong cốc nước, chị vẽ hai đường cong. Một đường cong bên trong làm lưỡi. Và chị vẽ những hình cong nhỏ liên tiếp nhau làm răng. Cuối cùng, chị vẽ hai hình tròn đen hai bên làm đôi mắt. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào. Wow, một cốc sinh tố dâu tây thật độc lạ đúng không nào các em? Các em đã hoàn thành bước vẽ hết chưa? Nếu tập trung và làm theo từng bước hướng dẫn thì chị chắc chắn là các em sẽ còn vẽ đẹp hơn chị rất nhiều. Chúc các em thành công nhé! Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!